Ông này đây này, anh chị em thấy ở đây có một cái Giêsu thứ hai xuất hiện. Anh tên là gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm gì? Dạ, kính thưa cha, con Du Xe Ngô Đức Tiến, nay 33 tuổi, dân buôn bán kinh doanh, là lính ruột của cha Đông ngày xưa, nhưng mà đồng và con là lính ruột của cha, là chính cha và Chúa chọn con, mà bây giờ con đi ngược hướng như Phêrô chó chúa, như Paulo ngã ngựa. Những cái ơn tiếng đây con đứng đây nè, một cái ơn rất là lớn. Con xin ngày thánh Giuse 19 tháng 3 mà con không nhận được cái ơn đó, mà con đã Chúa đã chọn con đi với cha rất là lâu rồi. Sau cái biến cố con đã bỏ vì dòng cuộc sống mà phải vậy. Rồi sau này cái biến cố lớn nhất, con cảm tạ ơn Chúa. Thứ nhất là mấy ngày thứ hai tuần rồi con đi đến với cha, vì giữa vợ con có một xích mích vì cái cuộc sống trong gia đình giữa em vợ và nội, thì con rất là buồn. Con đến đi cầu nguyện, đến đây cầu nguyện thì con đi đó đến mưa rất là lớn, về rất là bình an. Thì trong bữa đó ăn về thì cái bữa cha có gọi là con vô đây cho cha cầu nguyện, cha đã đầu con thì cha muốn kêu con mình lại cái thể là phục vụ cho cha, con rất là cảm ơn. Rồi xong rồi con mới đi về nhà con khoảng 10 giờ mấy, thì con về thì cũng có nhậu với mấy anh em, xong con đi về thì cái đó vợ con với hai cây lộn thì con muốn ngủ chung mấy ngày. Thì cái con về nhà thì ba má con nằm trên lầu á, con mới cầm cái cuốn sách mà lời nhờ mẹ đến với Chúa, chữ có như là yêu thương, con mới chụp trên cái Facebook với hình thì Chúa. Thì con nói má ơi, con mừng quá, nay đi cầu nguyện với cha mà cha có một cái gì mà con rất là vui, có thể là sau này con có bằng đạo dục. Thì nơi ba con bước dậy thì cũng nghe nói vậy rồi con mới lên ngủ. Thì con nhớ đó là buổi thứ hai, xuyên qua thứ ba là giữa vợ con có quề với nhau. Thì khi mà quề với nhau rồi coi các con mới đi về, ở đầu mới đi ăn uống, thì nhớ là buổi thứ tư tối thứ tư đó thì vợ con mới về nhà ngủ. Thì con ở lầu 2, ba má con và ở lầu 1. Thì ba con có bị tai biến ở đây là cũng 6-7 năm rồi, nhưng mà tai biến nhẹ thôi chứ không có nặng. Thì cái sự thiếu sót của con, chính con và tất cả anh chị em con rất là lớn, để cho Chúa đánh vào chính con và anh chị em con phải nhận ra cái lỗi. Thứ nhất là cái lỗi thiếu sót về cái lỗi về Thiên Chúa, có thể hờ hững về những cái lòng của mình và đạo gốc mà mình hơi hững quá trong cái lời cầu nguyện. Rồi thứ hai mình hơi hững về cha mẹ mà đứng tuổi. Thì khi mà vợ chồng con lên ngủ thì khoảng 2 giờ mấy con mới ngủ, thì má con mới chạy lên, thì anh con đó không có đỡ nhà, thấy kêu là con ở nhà tên Thắng. Thắng ơi, ba của mày hấp hối rồi, thì con cũng đang say 12 giờ mấy, thì giờ đó con chưa ngủ được, thì con dậy chạy xuống. Thì thật sự ba con đã mắt trợn trắng rồi, mắt trợn trắng lên, mà tại vì chín mấy ký đi khi không có nổi, muốn đi cầu mà đi không nổi thì có nghĩa là ra ngoài. Thì đầu mới có mới hỏi sao ba đâu, tao buồn ngủ quá cho nằm xuống. Thì con mới chính đây con rồi sau đó thì lúc biết ba bị như vậy thì anh sập phản ứng như thế nào, anh chạy đến đây cầu nguyện ra sao, rồi chúi trước như thế nào, tắm gọn cho mọi người. Thôi thì khi đó thì con mới sáng ba con mới cấp cứu. Thì cấp cứu thì vô bệnh viện á, thì mà bác sĩ nói là vô tất cả các máy nó bay chết rồi. Thì bác sĩ trưởng khoa xuống cấp cứu xong mà gặp con, tôi nói chuyện Nhiên với anh. Chuyện Nhiên với con nói là bây giờ á, tôi nói anh nghe nè, bán sáng ba anh đã chết, nhưng ba anh bây giờ á, đã gan nó bở, gan nặng quá, tôi mới đã mổ tất cả rồi. Bây giờ bỏ qua cả ba cái gạt đây để cho, nhưng mà để một cái biến cố chính là do ổng có tỉnh này không. Thì con mới phun ra, cũng vui, một phần vui cũng buồn. Con mới cả anh em về, tất cả gọi cho cha và cầu nguyện. Thì nói bây giờ chỉ có lời cầu nguyện mới là một cái biến cố và cái điều kỳ diệu thôi. Thì đúng thực sự. Anh viết cho cha thì cha không nghe. Thì bữa đó cái đồng mấy con chạy xuống viết một lá thư khẩn gặp cha. Thì cha mới nói cũng cười với con, rồi con cũng sợ sao mỹ.
Thì đúng thì sự quế đây thì nằm đúng 6 ngày hay là 8 ngày. Thì bác sĩ nói là, nói vô con sáng nó vô ngủ. Sáng con nằm ngủ trên đó thì bác sĩ kêu, bác bác sĩ kêu. Tôi nói anh nghe nè, ba anh á, tất cả nằm 6 ngày đúng không? Đã sống lại rồi đó. Thì thôi bây giờ bữa tôi nói á, phải một lần trước mổ nhưng mà bây giờ này cũng là mổ ô nhẹ rồi, máu nó cầm rồi, phải lấy ba tấm gạc này ra. Thì vẫn còn hôn mê nha, thì con đồng ý con ký vô tờ mổ nữa. Xong rồi con mấy lần tiếng vẫn còn hôn mê nhưng mà sáng cũng gặp bác sĩ mới nói thôi máu không có cầm rồi, tất cả là cũng hơi khỏe lại rồi, nhưng mà nhờ máy, nhưng mà không có nghĩ phải nhờ lời cầu nguyện. Cái lời cầu nguyện của Thiên Chúa rất là mà mãnh liệt, rất là quán cải và biến đổi cho con. Như ngày nãy cái lời Chúa của cha giống như mà con đang làm, con đã tha thứ hết tất cả anh em của con. Đâm ra khi cầu nguyện thì Chúa mới nhậm lời cho ba con bữa đó sống lại. Hallelujah! 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 Thưa anh chị em, có nhiều người đến đây xin cầu nguyện, nhưng mà cái điều quan trọng đúng như nghe nói là khi lòng mình còn giận hờn, khi mình chưa tha thứ được cho người khác thì lời cầu nguyện của mình khó mà được nhận lời lắm. Vì Chúa không thể ban ơn cho mình được khi mình chưa sẵn sàng. Lòng mình cầu nguyện với Chúa lạy cha mà mình không nhận anh em của mình. Cho nên anh ấy được cái ơn là hai vợ chồng đã giận nhau, đã không ngủ với nhau. Anh giận vợ, anh không ngủ với vợ thì anh ngủ với ai? Trời ơi, ngủ với gối với gối không? Ngủ với gối không? Ngủ với gối không, thưa anh chị em. Tôi thấy đó là rất nhiều gia đình bây giờ, rất nhiều gia đình vợ chồng giận hờn nhau như cơm bữa, lúc nào cũng có thể giận được và lúc nào cũng sẵn sàng là mỗi người một giường hay là mỗi người một phòng, hoặc là anh trên giường thì em dưới đất, hoặc là em dưới đất thì anh trên giường, cứ như vậy. Cho nên điều quan trọng nhất trong lời kinh lạy cha là xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Mà cái lỗi mà hay giận hờn nhau nhất là trong đời sống vợ chồng, chỉ lỡ lời thôi cũng là giận, chỉ hớ một lời thôi cũng là giận, chỉ không quan tâm đủ thôi cũng là giận, chỉ thiếu cái sự thương yêu mà không thể hiện bằng việc làm, bằng hành động cũng là giận nhau. Rất nhiều lý do để chúng ta có thể giận nhau trong đời sống vợ chồng. Cái thứ hai, đây là một người đã chinh chiến bao nhiêu năm nhưng mà đã bỏ Chúa rồi lao vào công ăn việc làm, lao vào thế gian, mà hôm nay Chúa lôi anh ấy đến đây để lời thú tội trước bình minh cho mọi người nhận biết rằng chính anh là người tội lỗi như vậy. Và anh được Chúa nhận là nhờ anh ấy quay về với Chúa, làm hòa với vợ, làm hòa với anh chị em trong gia đình, và Chúa đã cho bố của anh ấy được cải tử hoàn sinh. Hallelujah! Đây, cho gửi tặng con cái máy này, con về đưa cho bố nha. Đưa cho bố của con cái máy 365 bài giảng. Và đây là cây quạt. Hai vợ chồng con ngày xưa đã chinh chiến với cha trong suốt. Hai vợ chồng đều là lính, mà cuối cùng nó lấy nhau, cuối cùng nó bỏ cả Chúa, bỏ cả cha, rồi hai đứa nó sắp bỏ nhau. Hôm nay nó quay về với Chúa, quay về với cha, và vợ chồng nó quay về với nhau. Để cái quạt con gửi tặng cho vợ của con, nhớ không? Nhớ không? Về biết làm gì không? Quà cho vợ. Dạ. Nói vợ làm sao? Vợ ơi, nay cha tặng cái quạt lòng thương xót Chúa. Anh sẽ quạt cho em, bạn sẽ quạt cho anh. Rồi, đây là cuốn tâm thư đồng nhân hợp của cha để tặng cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hôm nào sắp xếp xong gọi những chiến sĩ cũ quay trở về chinh chiến tiếp tục nha.